Ô, hai chị em đang làm gì đây? Em à, đang định lấy cái cành này về để cắm bình Tết. Nhưng mà năm nay mất mùa rồi em ạ. Tại vì bình thường tầm này là hoa nó đã nở rất là nhiều rồi. Nhưng mà năm nay thì mới chỉ bắt đầu thôi. Nên là nhìn này, nó vẫn còn khô như này. Thấy không? Xin chào cả nhà, và hiện tại thì đang có mặt tại chợ đào lớn nhất ở Lai Châu nhá. Và bây giờ sẽ cùng em đến thăm đây. Rồi, xin mời cả nhà sang đây ạ. Chị ơi, cành này bao tiền chị? 800 ấy. 800 à? Nhưng mà đào này là ở đâu đấy ạ? Đào chợ đi Rào San về. Từ Rào San à? Ui, đào Rào San thì rất là đẹp luôn. Có anh chị nào biết đào Rào San không ạ? Rào San là một một xã thuộc huyện Phong Thổ, và cái xã Rào San đấy nó rất là xa cả nhà. Rất là xa, nhưng mà để có được cành đào và nổi tiếng nhất là đào Rào San nhé cả nhà. Đào Rào San cực đẹp luôn. Đây mình sẽ nhìn từ cái thân cây nhá. Đây là đào này gọi là đào cổ luôn, hay đào mốc luôn đấy, thấy nó rêu, long rêu. Cành này bao nhiêu tiền hả Giai ấy? Ở đây bây giờ nó cũng tiện cả nhà. Khi mà mình chặt được cành đào ấy, mình chỉ cho vào xe như này là mình có thể chở đi về đến tận thành phố luôn. Rất là hay luôn. Đây chợ đào của em nó cũng như thế này đấy. Đâu về đấy? Xin hồ xuống. Xin hồ à? Ừ. Đa số là đào xin hồ à? Ừ. À. Đây là. Cành này bao nhiêu tiền? Cành này chắc là mà trăm thế rồi. Không nhiều đâu. Cái giá nhìn xem ở đây có ai biết đây là quả dưa không? Tưởng là quả dưa chứ hóa ra là bì giống quả dưa. Nhưng mà mình trồng luôn này. Không, đi trên kia tiền thấy mua về thôi. Đi tiền đầu xong là họ trồng trên đấy luôn. Nhưng mà người dân trồng ở trên đấy này hay hiểu. Họ trồng được nhiều quả này chưa? Không. Họ trồng được nhiều anh. Nhiều mà. Ôi đẹp quá này. Nhìn hoa này đẹp. Ở đây rất là nhiều đào ở nhà. Nhưng mà để tìm được cái cành đào mà nó phù hợp với nhà mình rất là khó. Tí nữa sẽ về thăm nhà mình để xem là nhà sàn, bối cảnh nhà sàn thì sẽ cho hoa đào vào kiểu gì để cho nó đẹp ấy. Thì bây giờ đi tiếp tục đi tìm nhá. Trước ăn ở hết đâu nhỉ? Trồng thử cành. Hai vợ chồng cùng bán à? Ôi mình em trồng đi rồi. Trồng đi rồi. Sao này từ đâu về em? Trên Rào San. Tận trên Rào San. Em ơi bạn ấy xinh nhỉ? Cái đây xem bạn ấy xinh quá. Như là chị em với đây. Nhìn xinh quá. Từ Rào San về á? Đi xe máy về à? Ừ. Từ bán đi mấy tiếng về đến đây? Từ sáng đến giờ được một chuyến. Từ sáng giờ đến một chuyến à? Hello người đẹp nha. Mua đào đi, mua đào đi. Này thì bán nhanh lắm. Mua đào. Wow, rồi. Cả nhà nhìn thấy không?
Đây là cây mận cả nhà, hoa mận đấy, mình nhìn thấy chưa? À, những cái đồi mà trắng mận ấy thì là cái cây này về, cây này để được rất là lâu, mình có thể nhìn thấy ạ, rất là đẹp luôn ạ. Sau 7749 cái cây đào cuối cùng, mình đã quyết định lựa chọn cái cây đào này cả nhà ơi. Đấy, bây giờ là đang bị quyết mẹ chở bị quyết được sợ luôn đấy, thế này bảo chúng mình chịu luôn. Nhưng mà đường dưới này nó còn dễ, lên tận trên kia về nó mới khó cơ. Hãy chưa tập tới tung có phải đào đào thăm ở dưới này vẫn chưa ra đào đâu chị ạ, chưa có nở hoa tí nào luôn. À, bây giờ mình mới hiểu cả nhà, tức là ở những cái nơi mà rất là sâu ấy thì cái thời tiết khí hậu ở trên đấy nó phù hợp và nó mới giúp cho cái cây đào này nó nở. Bây giờ mình mới hiểu lý do vì sao mà cái cây đào nhà mình nó chưa nở rồi. Phải cụt chắc chắn một tí cho nó đi kiểu nó gió ấy. Gió to lắm. Gió to cho nó vòng vèo. Đi bao nhiêu cây, tính ra là bao nhiêu cây về đến đây? Chẳng biết được, mà mẹ ông chồng. Nhưng mà chặt ở trên rừng có phải đi bộ đoạn nào không? Có đây, đây còn bắt xa về mấy ấy thôi, còn gần đường là nó không có đâu. Gần đường không có mà phải sâu, nhưng mà cái này là ở trên nương chứ đúng không? Chứ không phải là... Chắc ở trong nương hay là trên ruộng nọ kia xong là đi kiếm mấy kiếm nhặt về. Lúc nhặt nào được. May mắn thì được, không may mắn thì đi. Đi cả ngày cũng không có. Ờ, đi xe đi hai mình sang được. Nhưng mà mình có phải mua không hay là mua đấy? Mua đấy chị ạ. Phải không phải mình đi trả đâu, đi mua đấy. Mua. Đó, đi kiếm được đào không kiếm được chủ mình cũng phải đi kiếm chủ thôi mới dám chặt đúng không? Đấy. Làm đặc đẹp. Hiểu. Các con có kẻ mày đấy, em lấy chim mấy đi hả? Mài dao đen, dao trắng, dao inox, dao bỏ nó ngày ra ta mài luôn. Bảo hiểm xe máy 35.000 một năm, bảo hiểm xe máy 35.000 một năm. Bảo hiểm xe máy Để giúp cho cành đào của chúng ta nở đẹp này và tươi lâu trong suốt dịp Tết cả nhà ơi. Bây giờ sẽ cùng em này. Sau khi mà mình mua đào về, một trong những bí quyết là chúng ta sẽ phải đốt cái gốc của nó để cho 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 g
nở hoa được đẹp hơn. Nhiều người không biết là sẽ sợ chết mất cái cây đào, nhưng mà không phải đâu cả nhà. Ở trên em vẫn rất hay là có cái bí quyết này để giúp cho cái cây đào của chúng ta nở đẹp ý. Thank you.
chuẩn bị xong Tết rồi cả nhà. Cứ có cảnh nào là sẽ có Tết. Đối với quan niệm của em là như vậy. Nhân dịp Tết đến xuân về, em Kha Hạnh xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chúc Tết đến tất cả các anh chị em ở trên khắp mọi miền trên Tổ quốc, luôn có một cái Tết thật ấm no, công việc thì hanh thông thuận buồm xuôi gió, xuân an khang thịnh vượng nhé cả nhà ơi.